tôi bé thơ khi mẹ đi chợ về. Có tấm bánh để người hành khất ấm lòng từ một thoáng cảm thông. Những tấm bánh từ một người trao thiết tha là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chia nó thoa đến muôn người. Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp yêu thương. Giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu sớt chia thì tấm bánh ấy nó thọ hạnh phúc thiên đường. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày trao nhau thiết tha. Đời mình ngày từng ngày trao nhau thiết.